Hoàng tử gió là đàn em thân thiết, từng có mặt theo dõi phiên tòa xét xử khá bảnh và đồng bọn. Năm 2019, trong phiên tòa xét xử khá bảnh và đồng bọn tại Bắc Ninh, Hoàng tử gió cùng nhiều anh em trong giới giang hồ đã đến theo dõi. Tối ngày 5 tháng 10, một lãnh đạo công an huyện Gia Lâm, Hà Nội xác nhận và cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên tên Hoàng Đức Nhân, hay còn được biết đến với cái tên Hoàng tử gió. Hoàng Đức Nhân sinh năm 1992, quê tỉnh Quảng Ninh. Năm 2013, Nhân bất ngờ nổi tiếng là chàng phục vụ bàn điển trai khi đang làm quản lý tại một quán bar ở Hà Nội. Trên mạng xã hội, thanh niên này được xem là đàn em thân thiết của khá bảnh, có nhiều hình xăm kín cơ thể. Facebook cá nhân của Hoàng Tử Gió hiện có hơn 800.000 follow, lượt theo dõi. Trang YouTube và một số nền tảng khác của Hoàng Tử Gió từng khiến nhiều người bàn tán xôn xao với loạt clip đánh nhau. Năm 2019, trong phiên tòa xét xử Khá Bảnh và đồng bọn tại Bắc Ninh, Hoàng tử gió cùng nhiều anh em trong giới giang hồ đã đến theo dõi. Cũng thời điểm đó, Hoàng tử gió cùng nhiều dân chơi bất ngờ bị lực lượng chức năng đưa về đồn sau buổi phục kích diễn ra vào dạng sáng ngày 23 tháng 10. Khi đó, nam thanh niên này làm quản lý nhân viên, nhận cuộc gọi đặt chỗ ở một quán bar. Đến đầu năm 2021, Hoàng tử gió bất ngờ thay đổi hình ảnh từ một giang hồ mạng với nhiều hành động lẫn phát ngôn phản cảm, sang làm doanh nhân tài chính. Trên trang cá nhân của mình, Hoàng tử Gió thường xuyên đăng tải những hình ảnh về tiền bạc, xe hơi, kèm theo đó là những status về triết lý kinh doanh, cách thức đầu tư làm giàu. Trước đó, theo báo cáo của cơ quan công an, Hoàng Đức Nhân được phát hiện tử vong lúc 19h30 phút ngày 5 tháng 10 tại một chung cư cao cấp ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Nạn nhân ở chung một căn hộ với hai nam thanh niên khác, được những người này thuê 4 đến 5 tháng trước, mục đích để kinh doanh. Hiện, Công an xã Đa Tốn và Công an huyện Gia Lâm đang tích cực điều tra vụ việc. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.